tỉnh Hưng Yên có tiềm năng về loại hình du lịch văn hóa, với số lượng di tích xếp hạng quốc gia đứng thứ 3 cả nước, đồng thời có lợi thế về du lịch nông thôn dựa vào sự đa dạng của làng nghề truyền thống, các đặc sản và vườn cây ăn quả. Tuy nhiên hiện nay du lịch Hưng Yên phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế đó, vì vậy cần phải có những giải pháp để phát huy tiềm năng du lịch Hưng Yên. Phóng sự nhân ngày du lịch Việt Nam mùng 9 tháng 7. Ngay từ đầu năm, ngành du lịch Hưng Yên đã đón nhiều đoàn khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan tại một số di tích nổi tiếng như đền Chử Đồng Tử Tiên Dung, huyện Khoái Châu, quần thể di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, thành phố Hưng Yên, di tích quốc gia đặc biệt đền Đậu An, huyện Tiên Lữ. Theo thống kê của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hưng Yên, trong 6 tháng đầu năm 2023, lượng du khách đến Hưng Yên đạt trên 400.000 lượt. Tuy nhiên, du lịch Hưng Yên vẫn chưa có đột phá, các sản phẩm du lịch và điểm du lịch chưa đa dạng và hấp dẫn. Loại hình du lịch nông thôn, du lịch trải nghiệm vẫn còn nhỏ lẻ, tự phát nên số lượng khách du lịch đến Hưng Yên chưa cao, doanh thu từ dịch vụ du lịch thấp. Chúng ta phải hình thành những các cái sản phẩm kết nối nó với các cái tour tuyến đang có. Đặc biệt chúng ta có một cái vị trí rất là thuận lợi khi gần một cái thị trường, một cái trung tâm gửi khách lớn như của Hà Nội. Cái thứ hai nữa là chúng ta cũng phải làm nổi bật các cái giá trị dưới góc độ du lịch. Chúng ta không chỉ tập trung vào giá trị về văn hóa mà những cái giá trị du lịch dưới góc độ của khách du lịch để có thể nâng cái sức hấp dẫn đối với khách. Và cái thứ ba nữa là đương nhiên chúng ta phải nâng cao cái chất lượng của cái đội ngũ nhân lực làm du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch, phục vụ du lịch và truyền thông về du lịch. Thời gian vừa qua, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Hưng Yên tích cực các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch tại các hội chợ du lịch trong nước nhằm giới thiệu điểm đến và các tour du lịch tham quan Hưng Yên. Bên cạnh đó, tổ chức đoàn đi học tập kinh nghiệm, trải nghiệm thực tế mô hình du lịch tại một số tỉnh, thành phố để những người làm du lịch có thêm kiến thức và định hướng phát triển sản phẩm du lịch ở hộ gia đình mình và địa phương mình. Khảo sát một số chỗ trên địa bàn của huyện và của xã để nếu mà phù hợp thì chúng tôi sẽ tham mưu với các cấp lãnh đạo để làm các cái mô hình du lịch nông thôn. Tiếp tục đẩy mạnh quảng bá xúc tiến tại các thị trường mục tiêu, đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số nhằm tiếp cận một cách nhanh chóng, hiệu quả đến du khách trong và ngoài nước. Tham mưu xây dựng các cái sản phẩm du lịch mới, độc lạ, hấp dẫn, kết nối tour tuyến với các khu điểm trong vùng và cả nước. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã ban hành nghị quyết số 13 về chương trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm xây dựng Hưng Yên trở thành một điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn ở khu vực đồng bằng sông Hồng và cả nước. Để đạt được điều này, ngành du lịch Hưng Yên cần đánh giá thực trạng và những nguyên nhân khiến du lịch Hưng Yên phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, từ đó đề ra những giải pháp cụ thể trước mắt và lâu dài.